Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Hệ. Gió tháng 10 thổi qua lạnh lẽo đến rùng mình. Những bông ngô đã trổ sâu bay phất phơ, càng khiến không khí hưu quạnh hơn. Mai Thu ngửi lại, kéo áo quấn quanh mình tránh gió. Cô cúi xuống định nhổ lạc thì nhớ đến đứa con, vội đưa tay đỡ bụng. Nhưng nhớ đến gì đó, Mai khựng lại đứng thẳng dậy, ráo rác nhìn quanh. Rõ ràng tối hôm trước cô còn thấy ngoài này có hình nhân mặc áo trắng bay phấp phới, sao bây giờ lại không thấy? Ở nhà cô, bố mẹ cũng thường dựng hình nhân để đuổi chuột, nhưng là khi Lạc mới ra mầm non hoặc là còn đang nhỏ. Lạc đã có củ rồi thì không cần hình nộm nữa. Lạc này đã lớn đến độ có thể thu hoạch củ thì lại càng bán tín bán nghi. Làm gì mà đứng được ra đó? Mai giật mình quay lại, thấy mẹ chồng đứng nhìn mình. Cô cười: Con tính nhổ lạc mẹ ạ. Tối qua chị Sinh có dặn tìm gì đó làm đồ nhắm cho bố và anh Thăng. Lạc ở ruộng này không cần nhổ đâu, để đó bố mẹ làm. Bầu bí vào nhà mà cơm nước đi. Mai đứng dậy cười tủm tỉm. Mẹ chồng cô có vẻ quan tâm cô hơn những ngày cô có bầu. Mẹ, tối qua con nhìn thấy có hình nộm đuổi chuột ở luống lạc ra đâu rồi mẹ? Mẹ nhìn gà hóa quốc đấy à? Cửa sổ con nhìn ra ruộng lạc mà mẹ. Đêm qua con không ngủ được. Lạc được nhổ rồi nên tao cất đi, di chuyển sang mấy ruộng vừng. Bầu bí thì lo mà ngủ đi, đêm hôm cứ nằm nghĩ lung tung. Con có nghĩ gì đâu mẹ. Mẹ ơi, cho con hỏi. Bà Xá lúi húi nhổ cỏ dưới chân mình. Bóng nắng chiều chiếu vào khuôn mặt của bà Xá, nửa bên mặt của bà đỏ rực lên, nửa bên kia chuyển sang xám ngoét. Bà Xá đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Mai giật mình, thấy gương mặt bà khác hẳn lúc trước, vô cùng đáng sợ. Giọng nói của bà cũng thay đổi, the thé như cái giọng của một cô gái chứ không phải là bà già nữa. Vào mà nấu cơm đi, trưa rồi mà còn đứng ở đó. Tranh thủ bằm sau mà nấu cám lợn đi, tối ngày buôn chuyện. Vâng mẹ. Gió thổi tới cái mùi hôi nồng nặc, Mai không chịu được hắt xì một cái. Ở đây hôi quá, cô vào bếp làm sao nấu cơm. Bà Xá vẫn ở ngoài ruộng lạc. Thổi xong nồi cơm trên bếp củi, chợt nhớ ra là chưa hái rau, cô lại cắp rổ ra vườn. Qua nhà ngang chỗ mẹ con chị Sinh ở, thấy mẹ chồng đang nói chuyện sầm sì với chị dâu. Mai giỏng tay lên nghe thì chẳng nghe được gì, chỉ thấy bà rúi một nắm tiền vào tay chị ấy. Nụ cười ngay lập tức nở trên môi của Sinh, có vẻ thỏa mãn lắm. Cô tấm tắc, chị dâu quả là sung sướng. Đôi lúc Mai cảm thấy hơi chạnh lòng, bởi vì từ khi về nhà chồng, cô luôn tay luôn chân không nghỉ. Từ công việc đồng áng cho đến nấu nướng đều đến tay của cô. Còn chị Sinh thì hầu như không bao giờ động đến việc nhà. Nhưng mẹ chồng chẳng hề của trách, thi thoảng lại kéo chị sâu ra một góc mà cho tiền. Còn cô chưa bao giờ chồng đưa một đồng bạc, chứ đừng nói đến tiền của mẹ chồng. Cơm nước trong nhà thiếu cọng rau củ hành đều tự lấy tiền dành dụm từ hồi con gái mà chi tiêu. Một lúc sau Mai đang nấu cơm thì Thăng vào bếp. Anh đưa cho cô một nắm tiền. Cầm tiền mà đi chợ tuần này đi. Bố mẹ già rồi, cháu nhỏ đang ốm, mua cái gì tươm tất một tí. Bữa nào cũng rau sắn muối, ăn làm sao được. Mai nhìn tờ tiền, nhẩm đếm được đâu 200 ngàn. Anh, từng này làm sao mà đủ một tuần cho cả nhà được chứ? Nhà mình những 10 người. Rau ráng có hết trong vườn rồi. Phụ nữ thì phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ. Tuy làm đấy, chứ có đi ăn cướp đâu mà có nhiều tiền. Mai nuốt cục tức ở cổ. Mẹ chồng nói ăn bám đã đành, người ấp tay gối với mình lại còn không biết cảm thâm. Cô lẩm nhẩm ở trong đầu, 200 chi cho 14 bữa, cô biết tính toán thế nào đây? Chị dâu đi vào, nguyết ngang nguyết ngửa. Gớm chửa, sướng chưa? Đã ở nhà không phải đi làm, lại còn được chồng đưa tiền cho mà tiêu. Anh ấy đưa tiền cho em đi chợ cho cả nhà mà chị. Em nào có được tiêu đồng nào đâu.
Còn hơn chồng tao ấy, không có đưa một đồng. Chị dâu vừa cằn nhằn vừa phân loại đống thùng các tông và sách cũ. Mai học hết lớp 10 thì ông Phán mất. Nhà xa trường, chị em đều đi học xa ở dưới thị xã, chỉ còn mẹ ở nhà. Mẹ lại đau ốm thường xuyên. Kim My học là đủ gánh nặng của mẹ. Mai không phải là học sốt, thậm chí là thuộc thành phần sáng giả của lớp. Nhưng người làng coi cô là con Mai xó. Cô giáo bản lại nói do bố mẹ cô đi thoát ly nên việc học hành của con cái cũng suôn sẻ tiến bộ hơn. Mai thèm đi học lắm, cuối tuần nhìn lũ trẻ trong bản học nội trú dưới thị xã ríu rít về nhà thì lại ước là mình có thể học tiếp. Tự dưng cô cảm thấy buồn buồn, lựa mấy cuốn sách phủi bụi vứt ve những con chữ trên đó. Chị Sinh, mấy cuốn này còn mới mà, cho em nhé. Để làm cái gì, nhà có ai học hành nữa đâu. Thì cứ cho em ly à, lâu lâu em dở ra coi. Lấy vài cuốn thôi, để tao gọi bà là đến cân đồng nát. Sinh nhìn thấy mấy cuốn sách trên tay của Mai thì vội vàng rằng lấy hai cuốn, học lớp 11, lớp 12. Mai cầm cuốn sách giáo khoa văn toán lý mang về buồn. Chị dâu nhìn theo bĩu môi nói với mẹ chồng. Đã bầu bí rồi là còn học làm cái gì không biết. Nó biết chữ không mẹ? Nó học trường dân tộc nội trú dưới thị xã đấy, làm sao mà không biết. Con em nó học giỏi nhất trường, nghe bảo năm nào cũng được học miễn phí. Biết vậy, họ nó cho thằng Thăng. Gớm, cái ngữ ông Thăng mà còn đòi hỏi á, có người lấy cho là may rồi. Rồi cũng đến ngày Thăng đưa Mai đi khám thai ở trên thị xã. Lần đầu tiên Mai vào bệnh viện, nằm trên chiếc giường trắng tinh tươm. Lần đầu tiên biết cảm giác nhìn thấy thai nhi, chỉ bé như hạt đậu trên màn hình đen trắng. Mai hồi hộp đến mức cả người căng lên, tay ghì tấm khăn trải giường của bệnh viện. Hóa ra một sinh linh bắt đầu lại nhỏ bé như vậy. Chưa rõ hình hài nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Mai cứ cầm tờ giấy siêu âm quể ngoác tận mang tai. Thăng thì chẳng như vợ, có phần hậm hực. Cái bà thầy lang ấy khám thế nào lại ra sinh đôi được thế? Cứ tưởng đẻ một phát được một đôi luôn rồi. Thì đẻ một đứa, đứa sau lại đẻ tiếp chứ sao. Như chị Sinh ấy, anh chạy bảo thầy lang phán bừa đừng tin còn gì. Ừ, may mà có quả ớt đấy. Mai nhìn cơ mặt của chồng giãn ra trông thấy khi nói đến quả ớt. Vậy là chị dâu nói đúng, chồng và mẹ chồng cô thích con trai. Anh Thăng, bác sĩ nói em phải dưỡng thai mấy tháng đầu, hay là anh cho em về ngoại một tuần nhé? Về làm gì? Giờ ai chăm? Cô không dám nói ở nhà chồng cũng chẳng có ai chăm mình, nên khéo léo mà lựa lời. Kim My được nghỉ hết học kỳ, mẹ cũng hưu trí rồi. Ở nhà bây giờ chỉ có em với chị Sinh, chị ấy lại phải lo cho 6 đứa con. Mẹ đi chợ suốt, em ở nhà cũng buồn mà. Có ai nói chuyện đâu, còn mỗi bà Đính. Thằng nghe đến bà Đính thì hơi nhíu mày nhìn Mai. Lại sang nhà bà Đính nói chuyện với thằng Đình hả? Không, từ hôm anh nói em không được thổ lúa thì thôi, em có sang nữa đâu. Ở nhà giặt giũ nấu nướng làm cỏ trong vườn đã hết thời gian rồi, còn đâu mà nói chuyện với ai. Để tao về bàn với mẹ đã. Hai vợ chồng về đến nhà, thấy khói hương nghi ngút. Thầy cúng mặc đồ đen khấn vái lia lịa, còn có một mâm cỗ lớn bày giữa nhà. Bà xá thấy hai vợ chồng về thì kéo Mai ngồi rạp xuống. Mời thầy cúng về tạ lễ để được con trai, quỳ xuống lại thầy đi con. Mai làm theo, quỳ xuống dập đầu vài cái theo nghi thức. Thầy lễ cúng mãi, hơn một giờ đồng hồ sau vẫn chưa xong. Cả buổi sáng ngồi xe máy lên huyện siêu âm, ê ẩm cả cái mông, lưng thì sắp giã rời ra. Cô xin phép mẹ chồng một tiếng rồi đứng lên đi vào buồng. Vừa đặt lưng xuống giường, cứ như bị kéo nằm xuống rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ, cô thấy có bàn tay sờ bụng mình rồi vạch mi mắt mình ra. Mai vẫn có thể nghe được tiếng nói của mẹ chồng, của bố chồng, của chị dâu ở bên ngoài kia, nhưng tay chân không thể nào nhấc nổi. Cứ như thể là có một tảng đá vô hình đè nặng lấy Mai, bàn tay lạnh vẫn xoa ở bụng. Mai khó chịu gạt bàn tay lạnh ngắt lên bụng của mình ra, nhưng cái bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn cứ nắn bụng cô rồi xoa bụng cô. Cái lạnh khiến Mai chợt giật mình mở mắt. Đó không phải là Thăng mà là một gương mặt xa lạ, trắng bệch cứ như bôi vôi. Người đó mỉm cười, nụ cười lạnh gáy khiến cô sợ hãi. Rồi người phụ nữ thả bàn tay ra đứng nhìn cô, nụ cười không tắt, nụ cười quái đản, ánh mắt hung dữ, rồi chuyển sang hiền hòa, rồi lại hung dữ. Mai căng mắt ra nhìn,
Bên cạnh người phụ nữ là một đứa trẻ. Đứa trẻ rất xấu xí, bọc bởi một lớp màng nối dây chằng chịt. Mai sợ hãi tột độ vừa ôm lấy bụng của mình. Cô cố hết sức gào thét, tiếng ú ớ khản đặc ở cổ, không thể thoát ra ngoài. Rồi cô đột ngột bật dậy. Mai hoảng loạn nhìn xuống bụng, da thịt căng bóng, nóng bừng, khiến cô bình tâm trở lại. Mồ hôi đã rịn ra bên thái dương chảy thành dòng. Cô nhìn đến bức tường đã chuyển màu vàng ố, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một cơn mơ. Cô nhắm mắt lại, cô nhớ lại hình hài khuôn mặt của người phụ nữ trong cơn ác mộng, nhưng không thể. Đã đến mùa gió trướng, gió thổi từ cửa vào phòng khiến tấm rèm cửa bay phần phật. Mai khoác thêm áo len đi ra ngoài. Cả nhà đã ăn cơm, mâm bát dở vẫn để tơ hơ dưới bàn bếp. Mai nhìn vào mâm chẳng còn gì, một nắm lá sung, cây cổ gà và một miếng lườn trơ xương. Canh măng trong nồi cũng đã cạn đáy, sống mũi sộc lên cay nồng, nghẹn nghẹn ở cổ. Cô không đòi hỏi cho mình những thứ ngon nhất ở trong mâm, nhưng ít nhất cũng đừng quá đáng thế này. Mai xúc một muôi cơm, rắc thêm chút muối lùa vào miệng, lấp bụng, rồi thu dọn rửa bát. Còn vườn ngô đang chờ. Cuốc được một luống đất dài thì Mai dừng lại. Cô cảm thấy hơi hoa mắt. Miếng cơm không đủ no, khiến các ngón tay lạnh cóng co vào với nhau run rẩy. Lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, biểu hiện của đói bụng, nhưng cơm lại không thể nuốt. Dạo này cô yếu thật, mới làm một chút đã thấy mệt trong người. Mai dựa lưng vào cây ổi lấy sức. Bóng bà xá từ cổng đi vào, nhìn con dâu nguyết dài. Cuốc từ trưa đến chiều mới được một luống rau. Một cơn gió quét qua khiến cô rùng mình, siết khăn cổ thêm một chút cho ấm áp, rồi tiếp tục cuốc đất. Bà xá đứng nhìn thấy con dâu tiếp tục làm việc mới đi ra khỏi nhà. Mai cũng không dám lơ là nữa. Vườn tược được mẹ chồng đã giao cho cô canh tác, làm không kịp vụ thì chỉ có ăn chửi mà thôi. Đang cuốc dở thì chị dâu đi về cằn nhằn. Chồng ơi là chồng, cái loại ngẫn không bao giờ biết đưa tiền về cho vợ, lại còn không phụ giúp trông con. Một đống con không có ai trông, hôm nay lại phải họp phụ huynh cho con Diễm. Chị cứ để cu sán đấy em trông cho, chị đi đi kẻo muộn. Ba đứa mày trông làm sao được, tao còn phải nấu cơm nữa. Chú Thăng đã giao rồi, mày lo mà dưỡng thai. Chị cứ để đó em, em vừa nhìn nó vừa làm được mà. Lúc nữa là bố về ngay, mẹ chắc là cũng sắp về rồi. Chị dâu vội vàng thay quần áo, dặn con Diễm trông em, rồi đưa bát bột cho Mai xách xe đạp đi như chạy ra khỏi cổng. Mai nhen được củi lửa, luộc nồi khoai, rồi lại vội vàng ra xúc bột cho thằng bé con, ngăn con Diễm nghịch đất ngoài vườn. Bán cho thằng cu ăn được gần hết bát bột thì nhìn lên đã thấy hoàng hôn loang chùm kín xóm làng. Cô đưa bát bột cho cái Diễm dặn dò. Cháu cho em ăn tiếp nhá, để cô vào thổi cơm, xúc thìa ít thôi nghe chưa. Con bé phủ đất đính đầy tay, quệt vào lưng áo cho sạch, rồi cầm bát bột xúc đút cho thằng em. Mai nhìn con bé đút bột cho em thành thạo mới đi vào vo gạo nấu cơm. Con Diễm học lớp 5, trên bản cô tuổi đó là thừa sức chăm em rồi. Nồi cơm đang sôi thì Mai nghe tiếng con Diễm hét thất thanh ngoài sân. Cô vội thả đôi đũa cả xuống chạy ra. Không thấy thằng cu, bát bột rớt dưới đất vỡ toang, bột văng tung tóe. Thằng Sán đâu rồi? Nó đi với bà kia. Bà nào? Sao cháu để cho nó đi hả? Đằng kia kìa, bà bồng nó đi mất rồi. Mai hết hồn chạy ra ngõ theo hướng con Diễm chỉ. Cô nhìn về phía trước, thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ bế thằng cu Sán. Mai chạy theo, nhưng cô đang mang thai nên bước đi chậm chạp. Người phụ nữ ấy lại đi rất nhanh. Đường quê ngõ hẹp, bóng áo đỏ khuất sau những lùm cây rồi dần mất dấu. Cô cố gọi với theo. Chị kia, chị bé cháu tôi đi đâu đấy? Chị kia, trả cô Sán lại đây. Làng nước ơi, có người bắt cóc cháu tôi. Bà con ơi giúp tôi với. Bây giờ là đầu giờ tối, nhà nhà ăn cơm, thôn quê vắng người qua lại. Tivi vọng ra đường, chẳng có ai nghe thấy tiếng của Mai. Cô phát hoảng, mặt mày thất sắc khi trông thấy người phụ nữ kia. Cô cố chạy theo thì cảm thấy bụng của mình nhói lên từng đợt. Cô khuỵu chân xuống vừa ôm lấy cái bụng của mình, nhưng miệng vẫn hét lên. Thằng cu Sắn là độc đinh của vợ chồng anh rể, không thể để người phụ nữ đó mang thằng bé đi. Mai gượng vịn vào cành cây bên đường đứng dậy. Lá bị gió thổi qua rơi lả tả xào xạc. Cô thấy da đầu của mình căng lên, hai bên thái dương đau như búa nện vào, nước mắt sống cứ vậy trào ra. Có mùi gì đó tanh nồng thổi qua khiến Mai không thể chịu được, muốn nôn ọe. Mai ngồi xuống ôm bụng,
nôn ra mật xanh mật vàng. Nôn xong ngẩng đầu lên giật mình khi thấy một người phụ nữ đang dắt tay thằng cu sắn đứng trước mặt của mình. Cô ôm ngực, bình ổn, chống ngực đang ngập thình thịch, giằng tay lôi thằng cu sắn về phía mình. Chị là ai? Sao lại dắt thằng bé đi? Thằng sắn sợ hãi nấp sau lưng của cô. Mai nhìn chị ta chân chân, nhưng mở mịt trong nhá nhem tối không thấy rõ. Cô chỉ cảm nhận được là rất trắng, mong manh như sương khói. Chị ta không nói gì mà quay đi, nhếch môi cười một tiếng lạnh lẽo. Trông nó cho kỹ vào, không để tao bắt lúc nào không có biết đâu. Mai sợ hãi ôm chặt thằng cu sắn trong lòng. Tà áo đỏ khuất dần cuối ngõ, mùi tanh lúc nãy cũng bay dần trong không khí đặc quánh. Cô nhìn xuống thằng cu sắn, thấy cháu không bị làm sao thì mới yên tâm. Nhưng ánh mắt sợ hãi của nó khiến cô cảm thấy lòng mình nóng như lửa. Cô bế nó lên hỏi, bà kia có cho cháu ăn cái gì không? Thằng bé lắc đầu. Có dọa nạt gì cháu không? Thằng bé lại lắc đầu. Mai ôm thằng sắn đi về nhà. Chị dâu đã về, đứng trước cổng thấy hai mẹ con nhào ra. Đi đâu đấy? Cháy hết cả nồi cơm rồi, mẹ đang chửi trong nhà kia kìa. Mai vội trao thằng sắn cho chị dâu rồi đi vào bếp. Bà xá đang lúi húi thổi cơm, thấy Mai thì lên giọng. Mày mù hay sao mà không thấy cái nồi cơm đã cạn mà còn đốt lửa thế này? Mày định cho cả nhà ăn cơm cháy đấy hả? Mẹ, con xin lỗi để con nấu nồi khác. Khỏi, tao nấu rồi. Đừng có nghĩ bầu bí, chiều chuộng nó quen cái thân đi. Mẹ, không phải là con đi chơi đâu ạ. Con đi tìm sắn, nó bị đi lạc. Bà xá nghe thằng sắn đi lạc thì vất đôi đũa cả chạy ra sân. Thấy sinh bổng cháu thì bà chạy lại sờ tay sờ chân sờ mặt thằng bé. Nó không sao bà mới tạm yên tâm. Bà xá định quay vào thì đồ vật thằng bé cầm trên tay đập vào mắt. Bà xá hốt hoảng nhìn vào bếp, gọi giật giọng. Con Mai đâu ra đây? Mà đang làm sao, nghe tiếng bà xá thì vội đi ra. Chưa bao giờ cô chứng kiến bà giận dữ thế này. Mặt bà xá thì đỏ phừng phừng. Thằng sắn có làm sao đâu, nó cũng chỉ mới bị người ta đưa đi chừng 5 phút. Có chuyện gì vậy mẹ? Đây là cái gì? Sao thằng cu lại cầm cái này? Lúc này Mai mới nhìn đến đồ vật trong tay mẹ chồng. Nó là một tấm vải đỏ hình chữ nhật, có viết một hàng chữ nguệch ngoạc như một lá bùa. Lúc nãy bế thằng sắn về, cô nhớ là đã kiểm tra kỹ cả người của cháu không có vấn đề gì. Làm gì có lá bùa đó? Mẹ, con không biết ạ. Lúc con đưa cô sắn về không thấy con cầm cái gì cả. Cái loại bùa này chỉ có trên dân tộc chúng mày mới có thôi, chứ dưới này có ai bùa ngải cái gì. Sao mẹ lại nói như vậy ạ? Chẳng lẽ con lại đi hại cháu của mình sao? Thằng sắn bị lấy mất đồ chơi cứ khóc toáng lên. Chị dâu ôm con dỗ dành, nhìn lá bùa đỏ khóc rưng rức. Mẹ, từ lúc về tới giờ nó cứ khóc đấy. Mẹ gọi thầy bùa đến giải đi. Chị dâu, bùa ngải đâu phải là đơn giản mà cầm một cái là dính được. Cô nói vậy là cô luyện bùa lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội phải không? Chị Sinh, ngày nào chị cũng nhờ em trông thằng bé. Em hại thì còn phải đợi ngày hôm nay hay sao? Tôi hỏi cô, sao nó cứ khóc mãi thế hả? Mai cầm cái lá bùa nhìn kỹ. Theo như hiểu biết của cô về bùa ngải của dân tộc thì không thể đặt bùa dễ dàng như người ta đồn đại. Nuôi ngải phải là cả một quá trình dài, bùa thì lại càng khó hơn. Nhưng thằng bé bị đưa đi một lúc, có bị làm sao thì cô cũng không thể chắc chắn. Giờ cứ phải giải quyết trước mắt kia đã. Cô đi vào buồng, lục túi lấy mấy viên kẹo màu sắc. May mà hôm cô đi khám thai, bé Mi nó rúi cho một ít đồ ăn vặt. Cô đi ra đưa cho cô sán mấy cái. Thằng cô ngay lập tức nín khóc, mặt mũi hớn hở cầm mấy cái kẹo. Bà xá và Sinh nhìn nhau không nói gì nữa. Bà xá lườm lườm lá bùa trong tay của Mai, quay sang nói với Sinh. Mày đi ra vườn, nhổ vài bụi gừng xả, nấu lên tắm cho thằng cu sắn. Mẹ, con sợ tối con không có đi đâu. Con Mai, đi ra vườn, nhổ xả gừng và nấu nước tắm cho thằng cu đi. Mai nghe mẹ chồng và chị dâu nói chuyện, đoán là bà muốn gột sửa bùa ngải khỏi người thằng bé. Cô tức lắm, nhưng không dám cãi lại. Họ không biết là có dính bùa, có tắm cả chum xả gừng cũng không có giải được. Mẹ, con cũng sợ tối lắm ạ, con không ra đó được đâu. Hôm trước mẹ chẳng bảo con là không được ra vườn buổi đêm sao? Đêm khuya thế này, tắm thằng bé nó ốm ra, con làm sao thì đừng đổ tại con. Bà xá á khẩu không nói gì được. Bây giờ mẹ biết, con bé bình thường câm như hến, hóa ra cũng không phải là cái dạng vừa gì.
Tối thế này bà cũng không dám ra vườn, bà đành chữa cháy. Ngày mai con xin hái lá tắm cho thằng cu đi, không thể gọi thằng Thăng nó mua ở trên chợ. Thằng Thăng nó cưng thằng Sắn nhất nhà, thằng bé mà có vấn đề gì thì con Mai liệu đấy. Cái tiếng con Mai xó lấy về đây được, đã được cả gia đình chồng chấp nhận. Chồng nuôi ăn ở không phải lo một đồng thì lo mà sống, đừng có mang cái thói hư tật xấu của dân tộc xuống đây. Mà nghe những lời mẹ chồng nói mà tức, cô ngước lên nhìn vào mắt của mẹ chồng. Thưa mẹ, con tuy là người dân tộc xuống đây làm dâu, nhưng con chưa làm gì sai trái cả. Con về làm dâu cũng làm đồng quốc cỏ, chứ con không có ngồi chơi không. Chưa có bằng chứng nào chứng minh con đưa cho thằng bé cái này, cũng chẳng biết là cái này có phải là bùa hay không. Mẹ đừng thiếu công bằng với con như vậy. Tao nói trước, để mày còn liệu mày sống trong cái nhà này. Đi vào nấu cơm đi, bố mày sắp về rồi đấy. Đừng có đứng đó mà dài mồm cãi cả nhà, thì không có cơm mà ăn với mày đâu. Mai đi vào bếp, toan vứt lá bùa vào khóm than hồng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô gấp lá bùa lại cho vào túi áo. Cái này không biết có phải là bùa hay không, nhưng hẳn cũng không phải là tình cờ lọt vào tay thằng bé. Ăn cơm xong, hai chị em rửa bát ngoài giếng. Mai hỏi chị dâu: "Chị, trong làng này chị có hiềm khích gì với ai không?" Sinh vẫn còn bực dọc chuyện thằng cu Sắn, sẵn giọng: "Vậy là sao? Cô nghĩ là tôi sống tệ lắm à?" "Em không phải là có ý như vậy. Em về nhà chồng được 5 tháng, không tiếp xúc nhiều với người trong làng, chỉ lên nương rồi về nhà. Mà người hôm qua bế thằng cu Sắn đi, em cũng chưa gặp bao giờ." Sinh ngừng rửa bát, ngước nhìn Mai hoang mang: "Sao chiều nay không nói? Ai bế nó đi, trông hình dáng thế nào?" "Lúc đó nhà anh em tối, em cũng không rõ mặt lắm. Em chỉ thấy là mặc tà áo dài màu đỏ, tóc đen dài ngang lưng, da trắng lắm, người rong ròng cao." Chị Sinh nghe xong thì thất kinh, dùng mình một cái nhìn quanh: "Mày có chắc không, hay là mày nhìn nhầm?" "Em không có nhìn nhầm đâu ạ. Chị ta còn nói là cẩn thận không có ngày chị ta bắt thằng bé tiếp." "Thôi lạnh quá, mày rửa nốt nhá, ta vào dỗ thằng cu Sắn ngủ đây." Một gợn gió lạnh thổi mạnh qua giếng, lá cây hồng cổ thụ gần giếng rào rào, nghe như tiếng cười khe khẽ trong đêm vắng. Sinh thả bát đũa dở chạy vào trong nhà. Mai cũng ngừng rửa bát nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của chị dâu. Chị Sinh lấy về đây đã được hơn chục năm, chị ấy cũng có học hành tử tế, lại lấy anh rể tính nết như cả ngố vậy. Có thể ai đó có thủ oán gì với chị ấy mà dắt thằng cu Sắn đi để hăm dọa không? Bởi nếu thủ oán cô thì sẽ không dễ dàng thả thằng bé cho cô đi như vậy. Trên cánh đồng bao la bát ngát, những chấm nhỏ xíu đang lũi cúi làm ruộng. Một mình Mai một ruộng, trời lạnh tê tái, lạnh đến nỗi mũi Mai đỏ rực cả lên, môi tím bầm. Mùa đông năm nay lạnh quá, xa xa trên đỉnh Tà Xùa một màu trắng xóa. Nghe đài báo năm nay có tuyết, cô bỗng nhớ mẹ mình, nhà cô ở lưng chừng Tà Xùa. Năm nay lạnh thế này, cô lại đi lấy chồng. Bé Mi học ở dưới trường nội trú, bệnh xương khớp của mẹ chắc lại nặng lên. Thèm cái cảm giác ba mẹ con ngồi bên bếp than hồng, vùi ống cơm lam vào trong tro nóng hổi. Đứa bé trong bụng máy nhẹ một cái, Mai chống cái eo vặn vẹo vào cái cho đỡ mỏi. Đứa trẻ này quả là biết thương mẹ. Cô chỉ nghén có một tháng đầu thôi, bây giờ là thời điểm bắt đầu ăn thùng uống vải, ăn mấy mà cũng không cảm thấy no. Bụng thấy đói cồn cào, cô nhìn xuống ruộng lúa trải dài tiết tắp mạ non, thẳng hàng gần kín ruộng. Còn một ô nữa nhưng cô mỏi lưng quá rồi, về sớm một chút. Cô lên bờ thu dọn đồ đạc rồi đeo gủi trên lưng. Con đường lầy lội vì những cơn mưa hôm trước, chạy ngoằn ngoèo quanh ngọn đồi. Hoa mơ trắng xóa chạy dọc đồi núi thơ mộng theo gót chân của bùn. Cô dạo bước nhanh, cười tủm tỉm khi nghĩ về đứa con sắp ra đời đặt tên là gì đây. Nó giống cha hay là giống mẹ? Đi ra khỏi ruộng bậc thang ven bìa rừng thì thấy trước có một nhóm người đang chụm lại xôn xao. "Làm sao bây giờ? Nó chết mất. Trời ơi con tôi, xin giúp với." "Chị bình tĩnh, tôi là bác sĩ, mọi người tránh ra để tôi sơ cứu." Mai thấy có một người tóc hung, xưng là bác sĩ, đặt thằng bé nằm xuống, rồi anh ta vừa hô hấp ép phổi cho thằng bé, lại vừa dục người bên cạnh. Mai nhìn thấy cảnh lá ngón bên cạnh, hiểu ra vì sao thằng bé lại bất tỉnh, cô vội vàng chạy lại. "Thả ra, thả thằng bé ra, để tôi biết giải độc lá ngón." Tất cả mọi người nhìn Mai nghi ngờ.
Họ không tin lá ngón có thể giải độc. Mai gần như hét lên: Tôi là người dân tộc, tôi cam đoan làm thằng bé nôn ra được. 7 phút nữa chất độc không ra ngoài, thằng bé sẽ chết đó. Mọi người không nghe tôi hả? Vị bác sĩ kia thả đứa bé ra, lướt qua mắt Mai rất nhanh rồi nhìn mọi người. Để cô ấy thử đi. Mai ngồi xuống tháo gùi, tìm dao liềm gấp gáp ra lệnh. Tôi cần 2 con nhái sống, 1 nắm rau má, 1 bẹ chuối non. Thật nhanh đưa lại cho tôi. Mấy người tỏa ra xung quanh để tìm. Rất may đây là rừng nên tầm 2 phút sau đã mang lại đầy đủ. Mai cho rau má, bẹ chuối non và láo gáo dừa, nhặt hòn đá bên cạnh, đập đập cho ra nước. Cô thả nhái và gáo dừa úp lại. Tầm 1 phút sau nhả ra, nhái nhảy ra khỏi gáo dừa. Bác sĩ, anh nâng thằng bé dậy đi, tôi cho nó uống. Răng thằng bé đang cắn chặt vào nhau, bọt mép hai bên sủi ra, có vẻ như tử thần đang tiến đến rất gần. Cả nhóm người căng thẳng tới mức không thở nổi. Tiếng khóc sấm dứt của mẹ đứa trẻ cũng dừng lại. Ánh mắt căng thẳng đặt vào gương mặt không động tĩnh của con trai. Người đàn ông nâng đầu thằng bé lên, bóp miệng để Mai đổ chất nhớt vào. Thằng bé vẫn không có động tĩnh gì cả. Anh nhíu mày nhìn miệng vào mắt thằng bé. Cô cho thằng bé uống cái đó có tác dụng gì? Nó nôn như chất độc mà. Trên của tôi vẫn làm như vậy, nhưng ít rau má quá, không biết là con nôn được không. Anh dựng thẳng lưng thằng bé, dùng lực đập mạnh từ sau lưng vài cái. Thằng bé nảy người lên, rộp ọc nôn hết ra ngoài. Mai quan sát chất nhớt xanh của lựa lá ngón bị đẩy tuôn ra ngoài, biết thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé nôn một lúc rồi lả đi trên tay của anh. Mí mắt của nó động đậy rồi mở ra từ từ. Xung quanh mọi người reo lên: Cứu rồi, được cứu rồi. Chưa đâu, bây giờ mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu đi. Chất độc đã thải ra ngoài nhưng vẫn còn trong cơ thể, nó có thể làm chết người trong 1 đến 7 tiếng. Bà mẹ đứa trẻ xúc động, nước mắt ngắn nước mắt dài, nắm lấy tay của Mai chắp lia lịa. Cảm ơn cô đã cứu con của tôi. Tôi chỉ có mật ong rừng thôi, xin cô nhận. Mai cười để hũ mật ong vào tay của bà mẹ. Tôi ở trên bản nên biết chút mẹo thôi. Mọi người đưa cháu tới bệnh viện đi, kẻo là không kịp. Chị để mật ong tẩm bổ cho bé nhé. Tôi hay đi rừng cũng lấy được nhiều mà. Bà mẹ nhìn Mai rưng rưng, không biết lấy gì để mà cảm tạ. Mai nhặt cái liềm quặc hết bụi lá ngón ven đường, hái 1 nắm lá cho vào gùi, rồi tấp hết thân cây vào bụi rậm. Cô lấy làm gì vậy? Tôi bị nấm đầu, lấy về chữa cho hết nấm. Cái này cũng có thể chữa bệnh ngoài da đấy. Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên. Một loại cây kịch độc, ăn phải thì chết, nhưng lại có thể chữa được bệnh ngoài da sao? Anh ghi nhớ kỹ trong đầu cái tên ấy. Nếu có thời gian có thể khai thác được cô gái này điều gì, thì anh sẽ khai thác những bài thuốc dân tộc đây. Tôi là bác sĩ tình nguyện ở vùng này. Tôi tên là Doe, còn hay gọi là Vĩ. Cô ở bản nào, đi cùng xe chúng tôi luôn. Không cần đâu bác sĩ, tôi đi bộ về. Nhà tôi cũng gần đây thôi. Mọi người đưa cháu đến viện đi. Mai nói rồi thu dọn liền cho vào gùi, đi vào con đường mòn nhỏ mất hút. Vĩ nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Nhờ cô gái kia cứu được một mạng người, lại biết thêm mẹo kiếp cứu rất hay. Mấy người dân địa phương thì đã vội cõng cháu bé trên lưng chạy ra khỏi bìa rừng. Anh không thể nán lại lúc này. Mai về tới ngõ, thấy chiếc xe Simpson dựng trong sân thì biết chồng đã về. Cô cất gọn đồ, cấy hái rồi đi vào nhà. Chưa kịp hỏi han thì nghe tiếng lục đục trong buồng. Mai vội đi nhanh vào, thấy cái gương gỗ đã bị bật nắp, nằm trơ trọi sàn nhà. Đồ đạc tung tóe khắp nơi, mấy cuốn sách giáo khoa nằm chỏng chơ trên nền nhà. Chồng, anh làm gì thế? Sao lại biết cửa sổ? Mùa đông mà, để cửa làm gì cho nó lạnh ra? Để cho thoáng chứ, gió thì đóng lại là được mà. Bà xá cầm thanh gỗ đưa cho con trai rồi nói: Bầu bí rồi, gió vào ốm thì rách cái việc ra. Từ nay chỉ được ra ngoài vườn hái rau nấu canh, đừng có ra cái ruộng lạc gió máy. Tập trung làm mấy xào ruộng đi, lên nương làm việc chứ không phải là buôn bán mà tối mịt đi về nhà. Mày tính trốn việc nhà đấy hả? Mất công gánh mạ rồi nên con cố cấy cho xong xào lúa. Mẹ, hôm đi khám thai bác sĩ nói con phải ra ngoài vận động nhiều, không được ru rú ở trong nhà. Thai bé hơn bình thường nên cũng cần chỗ ở khoáng khí. Cái nhà này biết mồm mày sao mà mày không thở được chứ? Mẹ, con có nói như vậy đâu ạ. Nhưng con bầu bí phải có không gian thoáng một chút chứ mẹ. Thằng ngắt mạnh lời của Mai: Mẹ nói đừng có cãi. Anh Thăng,
Em có cãi mẹ đâu. Hôm đi khám bác sĩ nói anh cũng nghe cơ mà. Ở đây lạ thật đấy, bầu bí là phải kiêng cữ đến vậy sao? Bác sĩ cái gì mà bác sĩ, con sinh đẻ 6 đứa cần bác sĩ nào đâu, con cái vẫn khỏe như mâm ấy thôi. Từ nay ở nhà mẹ nói cái gì thì nghe theo, đừng có hở mồm ra là cãi. Còn chuyện thằng cu sắn nữa đấy, tôi chưa thèm nói với cô đâu. Mai nhìn Thang ngạc nhiên tột độ. Từ hôm cưới về, cô chưa bao giờ anh nói chuyện gay gắt với cô thế này. Cô đành im lặng, nhặt mấy cuốn sách phủi bụi rồi đi xuống bếp. Trong đầu vẫn lảng vảng hình ảnh cánh cửa bị đóng kín mít, không còn lọt được tia sáng nào. Biết cửa kín thế này thì chẳng khác nào giam lỏng cô trong nhà. Nếu không có cửa sổ thì buồng khác gì cái hộp gỗ không. Từ ngày ô cửa sổ nhìn ra ruộng bậc thang bị đóng kín, Mai không còn chỗ nào để hóng gió nữa. Sáng đi làm đồng, chưa về nhà chẳng còn hứng thú nào ngoài việc đọc sách. Hồi còn đi học, Mai thích đọc sách lắm, tức là không có cơ hội đi học tiếp. Những quyển sách đủ thể loại ở dưới đồng, đồng bằng gửi lên từ thiện, không dùng để giảng dạy, được trường học của cô đặt vào tủ sách cộng đồng, cô đều đọc, không sót một chữ. Mai dở tới bài Vợ chồng A Phủ, đọc say sưa một mạch. Mai bỗng thẫn thờ cả người, cảm thấy mình có cái gì đó giống nhân vật Mị ở trong truyện. Cô đi nhanh vào buồng, lục dương lấy cuốn sổ nhỏ, tìm số điện thoại của chị cán bộ văn hóa xã. Lúc nghỉ học, chị ấy đến tận nhà vận động mãi, hứa hẹn rằng đọc xong sẽ đưa Mai vào làm ban dân vận ở xã. Nhưng mà lúc đó cô chỉ nghĩ đến tuổi lấy chồng đẻ con là bổn phận của người phụ nữ. Bây giờ vẫn chưa muộn, cô sẽ xin đi học tiếp, rồi sẽ kiếm một cái nghề, hoặc là xin về bản dạy chữ cho bọn trẻ. Nhưng cô khựng lại, cô làm gì có điện thoại để gọi cho chị ấy, rồi nhà chồng cô có cho phép không? Mai thả rơi cuốn sổ nhỏ, thở dài thườn thượt. Giá mà có tiền để mua một cái điện thoại, sẽ liên lạc thường xuyên cho mẹ và em gái. Cô nghĩ đến việc xin tiền chồng, nhưng lại thôi. Từ hồi cưới về, đã bao giờ Thăng đưa cho cô một đồng, tiền đi chợ còn rẻ sẻn với vợ. Mày làm cái gì mà cứ giấu giấu giếm giếm vậy? Mai giật mình thấy bà xá đứng tựa cửa, nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Cô vơ đống quần áo cho vào xương gỗ rồi đóng lại, cầm cuốn sách cười xòa. Con xếp lại đồ đạc thôi mẹ. Cơm không lo mà nấu đi, ngồi đó mà xách xách vở vở. Mẹ, cuối tuần này cho con về ngoại một vài hôm được không ạ? Mày về làm cái gì? Lấy chồng rồi mà cứ suốt ngày hóng về bên ngoại. Mai thả cuốn sách xuống, ôm cánh tay của bà xá nịnh nọt. Từ hôm cưới tới giờ con chưa được về thăm mẹ con. Còn một tháng nữa là đến Tết, lúc đó bận rộn, con sợ về còn mỗi mẹ và chị Sinh sửa soạn không có kịp. Lúa cũng ra đồng, còn việc đồng áng nữa. Bà xá nghe Mai nói cũng có lý, thì bà liếc qua cây dương gỗ rồi nhát ngừng nói. Về vài hôm thôi rồi xuống nhá, nhà còn nhiều việc đấy. Con Sinh đi làm tất bật cả ngày ở trên xã, không có ai ở nhà soạn cửa thay mày đâu. Muốn về thì ra đồng mót khoai, thái rau chuối cho lợn ăn đuối, rồi đuối ngày mày về. Con biết rồi ạ, con thu dọn đồ ngay, con đi làm ngay, chiều con về quê cho sớm. Không để bà xá thói thêm câu nào, Mai vội đi ngay xuống bếp. Cô sợ là thêm vài lời nữa thì mẹ chồng sẽ đổi ý. Chị dâu bực bội bĩu môi. Mẹ chồng nói thật đấy, cả năm con còn chưa được về đây này. Mong có mấy tháng chứ nhiều đâu. Em về hài hôm thôi chị, mẹ em thấy hôm nay không khỏe, vài bữa nữa Sinh bận rộn, em lại không về được với mẹ. Với lại Tết em có được về ngoại như chị đâu. Sinh nghẹn họng. Con này dạo này ăn nói phải củ giấy hay sao, mồm cứ cãi liên tục thế nhỉ. Mai trả tiền cho ông xe ôm, rồi xách mấy túi đổ lỉnh kỉnh trên con dốc nhỏ nối vào trong nhà của mình. Mới chỉ có 4 giờ chiều, nhưng bầu trời mùa đông đã gần sập xuống. Cây mơ hồi cô lấy chồng nở hoa trắng xóa, giờ trơ cành mọc mầm mới. Cô phấn khởi gọi to. Mẹ ơi, con về rồi. Ngay lập tức thì một tiếng reo to ở trong nhà, một chiếc bóng nhỏ nhắn lao như con thoi ra ngoài cổng, cùng với đó là tiếng lanh lảnh như trăng non. Mẹ ơi, chị về này, chị Mai về này mẹ ơi. Trời ạ, con bé này, từ từ thôi. My rảnh lấy túi đồ trên tay của chị, giang tay ôm cái bụng nhỏ tròn tròn. Cháu em đây rồi, nó tên gì thế chị, trai gái? Mới có bé tí mà, là con trai. Mẹ đâu rồi, đi vào đi. Bà Vông đứng trên cửa sàn nhà, tay cầm bông ngô đang chảy dở,
Ánh mắt của bà ánh lên niềm vui khi thấy con gái về nhà. Nó lấy chồng trong tỉnh, thế mà biển biệt mấy tháng chưa về. Điện thoại thì bữa được bữa mất, bà lo lắng không thôi. Bây giờ nhìn nó vẫn mạnh khỏe thế này thì bà mừng lắm. Về cũng không nói với mẹ một câu, để mẹ nhờ người ta ra mà chở. Bụng mang dạ chửa như vậy, ngồi xe có mệt không? Ma nhìn mẹ xúc động, nói không nên lời. Năm tháng trôi qua, mắt mẹ đã thêm vài vết chân chim, tóc đã thêm bạc màu. Tự dưng Mai muốn nhào vào ôm mẹ, nhưng ghìm lại. Cô giờ sắp làm mẹ, khóc lóc như đứa trẻ con thì mẹ sẽ lại càng lo lắng. Không mệt tí nào mẹ ạ. Con mua củ ấu về nấu cháo, ấu tẩu cho mẹ đây. Đổ nấu thắng cố cho em. Mi đưa mẹ vào bếp cho chị nhé. Lát chị nấu bữa chiều. Gầy hơn hồi chưa lấy chồng rồi. Con uống được gì không con? Nhà bên ấy thế nào? Con nhìn con như con ma xó không? Con ngày ăn ít mẹ ạ. Vào nhà đi mẹ. Vừa nấu cơm con vừa kể cho mẹ luôn. Không ai nhớ con là con ma xó nữa rồi. Căn nhà nhỏ lại sáng bừng lên sức sống vui tươi. Nồi thắng cố giữa mâm bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là nồi cháo ấu tẩu đậm vị thơm lừng. Ba mẹ con cầm ba cái thìa to ăn chung một nồi. Tiếng nói tiếng cười xíu xít vang vọng cả góc xóm. Cơm nước xong xuôi, Mai cẩn thận lấy từ trong túi ra túi clip mảnh vải màu đỏ đưa cho mẹ xem, rồi kể lại mọi chuyện. Bà Vông nhíu mày, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Bà rón rén cầm miếng vải. Cái chữ trên đó là cái chữ gì bà cũng không biết. Thế nhưng bà cảm thấy đây không phải là một điềm lành. Bà trấn an con gái. Nếu là bùa thật thì 1-2 tháng sau mới phát huy tác dụng. Mà con lại cầm theo nó, nó lại vận vào người của mình thôi con ạ. Sao lại dại thế hả con? Con biết thế. Nhưng nếu để thằng nhỏ hoặc là một ai đó trong nhà cầm cái này, nhỡ là bùa thật thì chẳng phải là họ nghi ngờ con là thật sao mẹ? Đừng lo, chuyện đâu còn có đó. Có thể là tình cờ lọt vào tay thằng bé thôi. Để ngày mai mẹ mang sang nhà thầy cúng hỏi. Thôi hai chị em đi ngủ đi, đưa bùa đây cho mẹ. Không được đâu ạ. Mẹ ốm yếu như thế, nhỡ nó ứng vào mẹ thì sao? Mẹ cứ để đó cho con. Con giữ nó một tuần rồi không vấn đề gì đâu. Cái con dại này, một tuần thì làm sao mà biết được. Mẹ lo cho cái thai đi. Bà Vông quả quyết cầm lá bùa cất vào xương gỗ rồi đi lên giường nằm. Bà vắt tay lên trán suy nghĩ. Những gì không rõ, nhưng hai chị em Mai nói chuyện tâm sự tới canh ba vẫn nghe thấy tiếng trở mình của mẹ. Không khí miền núi sáng sớm trong veo như làn nước. Mai thức dậy đã gần bữa trưa. Bà Vông đã đi vào từ lúc nào. Cơm lam tươm tất treo trên bếp, muối vừng đặt sẵn trên giá cho hai chị em. Mai và Mi ăn xong lên nương. Mẹ còn mấy ô rẫy chưa làm hết cỏ, chị em tranh thủ về nhà làm đốt. Hai chị em vừa cặm cụi làm cỏ cho những luống ngô, vừa cười nói râm ran. Ngẩng đầu lên vẫn thấy mặt trời treo trên cao trên ngọn núi. Mi lựa rau tẩm bóp trong đống cỏ cho gọn vào lùi rồi đứng dậy. Dừng tay đi chị Mai, hôm nay nắng quá, gần 4 giờ chiều rồi mà mặt trời vẫn chưa có đứng bóng, để cháu em còn nghỉ chứ. Làm nốt luống này cho mẹ, hai chị em xa nhà, có một mình mẹ làm không có xuể đâu. Từng này là được rồi mà, còn tận nửa ruộng nữa Mai làm tiếp, hay là mình xuống suối tắm đi, lâu lắm rồi em không có tắm suối. Không được, nhỡ mà ai nhìn thấy, thời giờ còn ai tắm suối nữa. Chiều rồi mà ai thèm nhìn, nhá, chị nhá. Trước khi chị lấy chồng cũng thường tắm mà có sao đâu. Mà mấy bà thím nói tắm suối là tốt cho thai nhi lắm đấy nhá. Nước suối ấm mà, không lo lạnh cháu em đâu. Nhà chồng cô ở dưới huyện, không có đồi núi. Vậy là sau này con cái sinh ra không được hưởng không khí của đại ngàn. Cô bất giác gật đầu. Hai chị em men theo vách đá treo leo xuống con suối nhỏ. Con suối nhận nước từ lòng núi, mát lạnh mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Nước trong tới nỗi những vũng nước sâu vài mét vẫn nhìn thấy những con cua đá đang bò lổm ngổm. Hai chị em cởi chiếc gùi trên lưng, chút bộ váy áo lấm lem rũ sạch, rồi hồn nhiên khỏa mình dưới lòng nước trong mát. Làn da trắng ngần lấp lánh, sóng sánh trong làn nước phản chiếu ánh trời chiều, khiến cảnh đại ngàn âm u trở nên đẹp như cổ tích. Vĩ và Tùng thường xuyên đi vào rừng, vào bản chữa bệnh. Lúc về qua con suối quen thuộc, định vốc một ngụm nước uống cho đã khát thì bắt gặp cảnh tiên trước mặt. Vĩ vội xốc ba lô định đi tiếp thì Tùng kéo lại. Này này, nhìn đi, sơn nữ tắm tiên kìa. Ông điên à? Người ta gọi là xâm phạm đời tư đấy. Ai rình mò gì đâu mà xâm phạm, đi ngang qua thế cơ mà. Nhìn kìa, có
Con bé nhỏ kia da rẻ nó mượt mà như rau dấn rừng ấy, con lớn kia thì cứ như tẩm bóp. Này, đi tù như chơi đấy nhá. Nó bé tí bằng cháu của ông đấy. Trai bạn mà thấy ông á, ngắm trộm gái thì bạn nó đánh cho mất xác. Tùng bẻ một cành xương xỉ bên cạnh cây đưa cho Vĩ. Ai làm gì mà tù với tội? Yên tâm đi, trai bạn không có thói quen nhìn trộm gái bạn tắm. Tôi hiểu văn hóa của họ mà. Cầm đi, hóa trang thành dê núi. Của ông tầm bóp, của tôi dấn rừng nhá. Không nhìn mất phần. Vĩ chần chừ nhưng bước chân không nỡ đi. Anh cầm cành xương xỉ che khuôn mặt mình lại. Đôi mắt sáng quắc của hai người đàn ông không thể rời được cảnh dưới suối. Người ta nói được chứng kiến sơn nữ khỏa thân nơi suối ngàn là điều may mắn cho bất kỳ lữ khách nào. Hai cô gái đầm mình dưới ngọn thác trắng xóa, ngoảnh lưng về phía này. Làn da trắng muốt mượt, thoát ẩn thoát hiện dưới dòng thác trắng xóa. Làn nước trong veo cứ vậy mà ve vuốt cơ thể trần mượt mà thiếu nữ. Váy áo sặc sỡ được phơi trên mỏm đá, điểm xuyết màu sắc như mùa xuân. Không cảnh tượng nào đẹp bằng. Tùng nhìn đến muốn lồi tròng ra, miệng há ra không ngậm được. Nhớ đến gì đó thì vội vàng lấy cái máy ảnh, vừa chụp vừa suýt xoa. Vĩ quay sang thấy vậy thì phát vào vai của Tùng một cái, thật là mất mặt đàn ông. Tùng bị động bất ngờ thì giật mình hét lên. Làm cái gì thế hả? Mà nghe tiếng hét thì hết hồn nhìn vào bờ, phát hiện là con người. Cô vội kéo Mi ngồi thụp xuống, dùng làn nước che đậy cơ thể của mình, rồi kéo em gái bơi tới chỗ mỏm đá, rút váy áo lập cập mặc vào. Mi lấp ló sau mỏm đá, mắt quắc lên giận dữ khi phát hiện ra có thể nhìn trộm mình tắm. Tiện tay cô bé vốc một nắm sỏi ném lia lịa về phía hai người kia. Trên bờ suối vang lên tiếng hét oai oái. Trời ơi, đuôi mắt tôi rồi, dừng lại ngay cô kia. Mai đã mặc xong váy áo, cô ngăn em gái lại. Con bé này mà ném thêm một lúc nữa thì vỡ đầu người ta mất. Cô bình tĩnh đến chỗ hai người đàn ông, gùi của cô vẫn còn ở đó. Anh chụp cái gì đấy, đưa đây cho tôi. Chụp đâu nào? Tùng đã giấu cái máy ảnh sau lưng, thản nhiên nói. Xóa được ảnh cho em tôi trong máy của anh đi. Em cô ném bạn tôi u một cục sưng như cái sừng ở trên đầu đấy, giờ còn đòi ảnh ọt sao? Mai bực mình nhìn sang người bên cạnh, thấy người kia ôm trán nhăn nhó thì ngẩng đầu lên. Cô giật mình lúng túng. Anh ta chính là vị bác sĩ Lai Tây hôm nọ cô gặp. Vĩ cũng ngại không kém. Ở vào thế bị bắt trộm, không thể thanh minh được gì. Gặp ai lại trúng cô gái này, anh đành chữa cháy. Chúng tôi xin lỗi tại vì quen đường này. Chúng tôi vừa đến, tôi thề là chưa nhìn thấy cái gì đâu. Nghĩ đến anh ta nhìn hết cơ thể của mình, tai của Mai đỏ bừng lên. Cô ngó lơ chỗ khác, không tiện cãi. Mì vẫn lăm lăm hòn đá sắc trong tay nhìn Tùng với ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo. Không xóa hết ảnh, cô bé sẽ ném vào mặt ngay lập tức. Chú dám chụp ảnh cho em tôi ném thủng mắt chú luôn đấy. Tùng trợn mắt á khẩu, cảm thấy tức cái lồng ngực. Này, con nhóc hôi sữa kia, ai là chú ở đây hả? Anh đây còn chưa lấy vợ nhá, nhìn tí thì chết được sao? Vĩ đang xoa xoa cái cục u trên cán, cười phụt thành tiếng châm chọc. Tùng liếc thấy con nhóc kia mặt dương dương tự đắc, trợn mắt lườm lại. Con nhóc này mới có tí tuổi đầu mà lì lợm ghê. Mai nhìn vẻ mặt không có gì đảm bảo của người đàn ông đứng cạnh bác sĩ, khẽ nhếch miệng quay sang em gái thì thầm. Đồ để phía đối diện nghe thấy. Không xóa thì bỏ bùa đi. Cao to đẹp trai lại chưa lấy vợ, trói về bản, để chị em trong làng thích làm gì thì làm. Tùng nghe tiếng bỏ bùa thì hết hồn hết vía. Này cô kia, bùa ngải cái gì? Xóa, xóa luôn được chưa? Cô xóa đi, tự tay xóa đi, kẻo lại bảo là tôi lừa cô. Mai chưa bao giờ sử dụng máy ảnh nên cũng không biết làm thế nào. Cô nhìn đi chỗ khác thờ ơ. Anh xóa đi, tôi nhìn trực tiếp, tay tôi ướt không có động vào máy của anh được. Tùng làm theo y như một cái máy, vừa xóa vừa tỏ ra tiếc nuối. Vĩ nhìn xuống bụng lùm lùm của Mai thì ngạc nhiên. Lần trước gặp cô gái này mặc váy che bụng, không biết là đang mang bầu. Gương mặt này vô cùng trẻ mà đã lấy chồng lại còn có con sao? Cô có bầu sao lại tắm suối? Không sợ em bé lạnh sao? Bé mấy tháng rồi? Vâng, cảm ơn bác sĩ. Càng lạnh càng khỏe. Không đi khám nên không biết mấy tháng. Vĩ nhìn bụng đoán chừng cũng 1-2 tháng. Nếu không nhìn cô ấy tắm thì quả thật là không biết là đang mang bầu. Anh làm bác sĩ tình nguyện ở đây, ở các bản làng, và khá hiểu được phụ nữ ở đây,
không có thói quen chăm sóc sức khỏe thế nào. Anh thấy lo thay cho họ. Sao lại không đi khám thai chứ? Đừng nghĩ mình biết mẹo dân gian mà chủ quan với sức khỏe. Kệ tôi, liên quan gì anh? Mai không nói gì, nhìn màn hình máy ảnh, không còn thấy tấm ảnh nào của hai chị em nữa, thì kéo em gái đi khỏi suối. Được vài bước lại nghe tiếng gọi giật lại. Cô dì ơi, cô quên cái này. Mai quay lại nhìn, thấy cái túi clip trên tay người đàn ông đó. Lúc nãy cô để ở trên bờ xuống suối tắm quên mất. Cô thầm than cái đồ đầu của mình, ngày trước thì làm mất khăn piêu, bây giờ đã để xui rơi cái túi clip. Anh trả cho tôi về đi, đồ của tôi. Cô tự đan à? Bé My bực mình lắm rồi, nhìn mặt trời đang khuất sảng thì hết sốt hết cả ruột. Hai chị em còn phải về nấu cơm cho mẹ. Anh này hỏi buồn cười thế. Chị tôi không đan thì ai đan? Cô có bán không? Tôi mua với số lượng lớn. Túi này Mai đan mấy tháng mới xong, là cái mà cô tâm đắc nhất, làm sao có thể để lọt vào tay của người khác. Tôi chỉ có một cái thôi, không bán. Mong cô suy nghĩ lại. Tùng bên cạnh nhìn con bé nhỏ cứ dương cái mắt lên thách thức thì bực bội lắm rồi. Cái đồ khỉ gió cái có gì đâu, mày phải mua cho bằng được chứ. Anh rút một tờ polymer màu đỏ đưa tới trước mặt của Mai. Cái túi thì bé tin hin, từ này được chưa? Thái độ kênh kiệu của anh ta khiến Mai nóng cả người. Mời ra chợ mua đi, gấp 5 lần từng đó tôi cũng không bán. Vĩ lườm Tùng cháy mặt. Thằng này chuyên đi phá đám đây mà. Thằng bạn tôi lúc nãy đi rừng khát quá, ăn phải củ giấy nên ngứa mồm ấy mà. Thay mặt xin lỗi hai cô. Ăn phải củ giấy thật mà còn ngồi đây mà nói được sao? Vị liếc qua cô gái lớn hơn, biết mình lỡ mồm, múa rìu qua mắt thở, thì hạ giọng. Tôi chuyên thu mua đồ thủ công mỹ nghệ cho homestay. Nếu cô có hứng thú thì liên hệ với tôi theo số điện thoại này nhé. Tôi chắc chắn sẽ mua với giá rất cao nhất vùng. Vị nhanh nhẹn đưa ra một tấm card màu đen. Mai đang chần chừ thì bé My đã cầm lấy cho vào túi. Nó đọc từng chữ. Doe Phạm, Phạm Phong Vĩ, CEO Mộc Homestay. Nó nhìn ông chú bên cạnh Vĩ, bĩu môi khinh miệt. Nói năng như chú có phải dễ nghe không? Chúng tôi bán nhưng với giá gấp đôi tờ đỏ. Này, ăn cướp hả? Con danh này khôn hơn cả kinh. Mai cười khẩy. Bạn làng chúng tôi thường nói là ngáo ngơ như bọn kinh đấy. Nhẽ ra là phải gấp chục lần vì thân thể chúng tôi đã bị xâm phạm. Này, ai xâm phạm chứ? Các cô mất cái gì đâu hả? Vị thúc vào mông của Tùng rồi nở ra nụ cười hòa nhã với Mai. Sản phẩm đầu tiên tôi đồng ý mua với giá cao nhất. Các sản phẩm sau này bên chúng tôi sẽ định giá. Nói rồi, anh rút một tờ polymer màu xanh đưa cho bé My, ánh mắt thăm đồ, thăm dò thái độ của Mai. Cuộc đời Mai chưa lúc nào cầm một đồng tiền to như vậy. Dù sao tiền vẫn quan trọng hơn lòng tự trọng lúc này. Cô đi chỗ khác để cái My giao dịch xong xuôi, rồi để lại túi trên mỏm đá. Liếc qua thấy Vĩ đã nổi một cục u to như cái chén bên cạnh lạnh lùng. Có cây xạ đen ở bên kia đấy. Hái một nắm lá nhai rồi đắp lên cục u đi. Một tiếng là xẹp. Tùng nhìn hai cô gái khuất lấp sau đường mòn thì hậm hực. Hai con bé này láo thật đấy. Đời tao chưa gặp đứa dân tộc nào mà khôn như thế. Thời đại mới rồi mà, dân tộc nào mà chả như nhau. Có cậu bé người Mường mới được học bổng toàn phần Fulbright, kiến thức còn vượt mặt ông đấy. 500k thì đắt, nhưng coi như là đền bù tổn thất bị nhìn trộm cho người ta. Ông nhìn đi, ta đan tinh xảo thế này là nghệ nhân thực thụ. Sản phẩm này có thể cho vào gian hàng souvenir của homestay, đảm bảo là khách Tây sẽ rất ưa chuộng. Tùng ngắm nghía một chút cũng có chút tinh xảo, đường đan đều tăm tắp, che mịn không xước chuyên nghiệp, hẳn là phải đan rất cẩn thận đây. Biết nó có chịu không mà nói, bụng ong ỏng, có sắp rớt đến nơi rồi. Ông không biết chứ, phụ nữ ở đây chỉ lấy chồng và đẻ thôi, mấy ai đan với chả lát nữa. Vị nhớ lại cô gái mang bầu lúc nãy, cô mặc độc trên người một chiếc váy dân tộc mỏng manh, nơi chân váy còn sứt bung cả chỉ. Đôi ủng ngắn màu đen mòn vẹt và chiếc túi đeo to bản như cái túi bưu tá cũng đã cũ sờn. Cô đang còn ở tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng cô gái ở tuổi này đều yêu thích cái đẹp. Còn cô gái ấy nhìn thoáng qua trông lại có vẻ tất bật và có phần lam lũ, hẳn là cuộc sống không mấy dễ dàng. Có con thì càng cần tiền chứ. Tôi cá là cô ấy sẽ gọi lại thôi, đỡ phải vào bản làng lùng nghệ nhân.
Thôi ông lo vụ đấy đi nhá, tôi không có ham, tôi chỉ muốn chụp ảnh thôi. Tùng lôi máy ảnh ra cười khoái chí. Tộc mà đòi lừa kinh à? Khôi phục dữ liệu trong thùng rác một phát thì có xóa đằng trời. Nhìn này, trao ôi cái lưng này, đường cong này, bức ảnh này mà đem đi dự thi nhiếp ảnh nghiệp sư thì đúng là thời tới cản không có nổi. Đã tên là gì được nhỉ? Hổ cái tắm tiên hay là sơn nữ cởi chuồng? Vĩ nghiêm mặt nhìn vào những bức ảnh trong máy. Đừng có mà điên mà đem đi dự thi nhá. Chưa được sự đồng ý của nhân vật ấy, người ta kiện cho tung xác đấy. Ui giời, cái trốn khỉ ho cỏ gáy này, ai biết được mà kiện. Không được, ông mà dám đưa đi á, tôi sẽ chỉ cho người ta kiện. Ơ cái thằng này điên à, đúng là tư bản dãy chết. Vừa bị ném một cục nên điên đây. Đi hái cái lái xạ đen sang đây, đắp cho tôi đi. Ra khỏi thung lũng, mi cao có. Chị ơi, chị lấy chồng rồi, mà có người nhìn thấy chị tắm không phải là chồng chị, làm sao bây giờ? Em đừng nói với mẹ chuyện này nhé. Người ta cũng chỉ là tình cờ, không có đủ chủ đích, không có vấn đề gì cả đâu. Chị, thế giờ mình làm cái gì đây? Tiền ấy, đưa về cho mẹ nhỉ? Không được. Mẹ mà biết bán đi cái túi cờ lếp mang về nhà chồng là chết đấy. Em để tiền đó xuống, chị thị trấn lo mà học hành nhá. Thi thoảng mua đồ gì ngon cho mẹ. Em có học bổng mà chị, còn đi bán hàng cho người ta nữa nên vẫn có tiền. Ừ, thế để chị tính làm gì cho đỡ phí. Mà nhớ tới hai người đàn ông lúc nãy, ánh mắt của một trong hai người đó rất quen, mà cô không biết là quen ở chỗ nào. Cô chưa từng đi khỏi cái đất này, ngoài lên thị xã học, nhưng cũng ở trong ký ức ký túc xá mà thôi. Từ khi nghỉ học cũng không có đi đâu khỏi bản, quanh quẩn ở ruộng đồng ngô khoai sắn và xó bếp thôi. Tại sao có thể thấy quen đến vậy chứ? Bà Vông hớt hải đi về nhà, thấy con bé My ngồi vắt vẻo trên cành hồng, một tay cầm quả hồng xanh, một tay xòe muối thoải mái ăn vặt quả trên cành. Cái con này, mày có vào nấu cơm cho chị mày không hả? Suốt ngày ăn. Mấy khi chị về đâu, chị đòi nấu. Đi vào nấu nhanh đi, chị mày về để chị mày nghỉ ngơi. Mày không thương cháu mày hả? Có chuyện lớn rồi đấy, vào gọi con Mai ra đây. Kimmy nhảy tót xuống sàn, chạy vào nhà sàn. Mai đang nấu cơm, nghe mẹ gọi thì bỏ giỏ đôi đũa đi xuống. Con nấu sắp xong rồi mẹ. Thầy bùa nói sao mẹ ơi? Bà Vông cẩn thận lấy mảnh vải đỏ trong đãy treo cặp quần, nhìn gương mặt căng thẳng lo âu của bà. Mai sợ tin tức chẳng mấy tốt lành, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nại đợi mẹ nói. Mẹ hỏi thầy bùa rồi, ông ấy không dám chắc đây có phải là bùa hay không. Ông ấy bảo giọng chữ này rất lạ đấy, mà ông ấy chưa bao giờ thấy cái bùa nào thế này. Mai thở mạnh ra một hơi, căng thẳng trong lòng vợi bớt một nửa. Nhưng mà chưa kịp thả lỏng thì bà Vông đã nói tiếp. Nhưng ông thầy cúng chuyên lo mai chay nói là cái này là bùa yếm dán ở áo quan con ạ. Người ta gọi là phù độ tử. Mẹ, là sao ạ? Làm sao lại dán? Ông thầy nói người ta dán nó để độ cho người chết, giúp họ sớm siêu thoát, đặc biệt là đối với những người chết phải giờ xấu, ngày xấu. My và Mai rùng mình. Dù đang ngồi bên cạnh bếp than hồng, nhưng cảm thấy nhiệt độ xung quanh như đóng băng, gió lạnh thổi vào lông tơ khắp người dựng đứng. Cô nhìn miếng vải đỏ lắp bắp không đầu không cuối. Chắc là không phải đâu, nếu ở áo quan thì làm sao mà lại bay lên được ạ? Mẹ cũng không biết, có thể lúc đưa tang ấy gió bay hoặc là thế nào đó. Không phải đâu mẹ, trong làng mấy hôm đó không có ai có cái đám ma nào cả. Mà có ai đưa ma buổi tối đâu mẹ. Bà Vông nghĩ ngợi một lúc thì ánh mắt dịu lại. Mẹ nghĩ là của mẹ ruột con, hương hồn của bà ấy vẫn quanh quẩn dương gian bởi vì lo cho con thôi. Ngày đó mẹ ruột con mất ngoài cánh rừng, dân làng nói mẹ con là vận xui, gái chơi chồng mà sửa hoang, nên giảng gọi thầy cúng đến trừ tà cả đêm. Mẹ đi coi thầy khắp nơi đều nói mẹ con luôn đi theo con và bảo vệ con, là quý nhân phù trợ không lo đâu con ạ. Nghe bà Vông nói vậy, Mai mới thấy nhẹ đi một chút. Nếu là mẹ ruột của cô thì chắc là không có vấn đề gì. Mẹ, nếu không phải là mẹ con thì có cách nào giải không ạ? Bùa ngải thì phải tìm thầy cao siêu, chánh đạo thì mới mong giải được. Còn muốn trừ hung cát một cách chắc chắn thì phải mời pháp sư lập đàn, làm chay và thờ thần Phật cứu độ vong linh. Trong bản mình hiện nay không còn pháp sư nào nữa, người ta giải nghệ cả rồi. Họ bảo làm cái nghề đó ảnh hưởng tới sức khỏe và thân thể lắm.
Tay đang cầm miếng vải đỏ của Mai run lên. Giữa mùa đông bốt giá mà cô thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng ướt đầm đìa. Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được sự bất an của mẹ mà đạp mạnh. Mai bình tĩnh lại, xoa nhẹ bụng trấn an con. Đời cô không làm gì có lỗi, hẳn sẽ không có ai làm hại đến mình. Chỉ sợ thằng cu sắn, nó mà có làm sao. Nghĩ đến đó, cô nhắm mắt lại, lắc đầu không dám suy đoán nữa. Còn My ngồi bên cạnh cũng run bắn cả người không kém. Nó nhìn chị đang phát hoảng thì liều mình nói. Mẹ, không phải đâu. Cô giáo con bảo thời hiện đại rồi không có bùa ngải gì đâu. Người ta cứ đồn thổi như vậy, dọa người khác thôi. Mà con cũng đọc sách nhiều, làm gì có cơ sở mà chứng minh. Mẹ con nít danh biết cái gì? Phải lo liệu trước chứ, được đến chân mới nhảy sao? Bà Vông gạt đi. Ơ, con lớp 10 rồi, ai cũng khen con là hiểu thông biết rộng đấy. Thật hả My, cô giáo nói sao? Nói nhiều lắm, về khoa học hiện đại mà em không nhớ hết được. Em còn đọc được cả sách báo nước ngoài nữa, nhưng không thấy có bùa ngải gì cả đâu. Mà nghe em nói như vậy thì như người chết đuối vớ được cọc, tin vào những lời em nói. Đúng rồi, đâu phải là thời xưa nữa đâu. Nghe nói khoa học đã phát triển, con người còn sắp bay lên không trung. Sống được trên đó rồi thì làm gì có chuyện bùa chú. Cô toàn quẳng mảnh vải vào lửa cháy bập bùng, nhưng có cái gì đó như kéo cánh tay cô lại. Cô cẩn thận gấp gọn lại cho vào túi áo. Chị, hay là chị cũng học lại đi. Tự dưng bỏ ngang tiếc quá. Chị học giỏi mà, kiểu gì cũng có học bổng như em đấy. Cái con này, lắm chuyện. Chị mày sắp đẻ con rồi học hành cái gì? Định bắt nhà chồng nuôi hả? Mẹ đúng là cổ lỗ sĩ. Con có mất đồng tiền học phí nào đâu. Thời nay rồi, ai chưa đầy 18 tuổi lấy chồng đâu như chị. Thảo nào người ta cứ gọi là ma xó. À, cái con lì này. Bà Vông rút dép, toàn ném cho đứa con gái lì lợm một cái. Mai níu mẹ và nháy mắt với con bé My. Mẹ, con bé nó nghĩ gì nói nấy thôi. Con đã nghỉ học lâu rồi, giỏi chữ cũng không vào đầu được đâu. Lo kiếm tiền nuôi con thôi. Ăn cơm xong, cô lôi Kim My đến nhà chị cán bộ văn hóa ở đầu làng. Nói chuyện một xong buổi xong xuôi thì Mai càng được củng cố thêm tinh thần mà đi học tiếp. Chị cán bộ văn hóa nói cô có thể tự học tại nhà và đến thi tốt nghiệp. Miễn là đỗ thì cô sẽ có bằng phổ thông trung học, hoặc cô có thể học hệ 2 năm 3 lớp. Sau đó chị ấy sẽ cắt cử cô đi làm, học làm cô giáo, rồi sẽ về bản làng dạy học. Con bé My chạy tung tăng. Chị Mai, có khi em với chị tốt nghiệp cùng nhau đi nhỉ? Em đừng có nói với mẹ đấy nhá, để chị tính xem sẽ đi học thế nào. Nhà chồng chị không phải dễ tính đâu, nhưng cứ ở nhà không có tiền mà nuôi con. Cháu của em sẽ thông minh cực kỳ cho mày xem. Giờ đi mua sách vở đi. Chị có mấy cuốn sách cũ rồi, chỉ cần mua vở viết và bút nữa thôi. Chị sẽ xuống thị trấn mua cái điện thoại, còn chủ động gọi về cho mẹ, rồi liên lạc với chị cán bộ xã, muốn hỏi han gì cũng tiện. Nhưng mà điện đâu hả chị? Tiền đâu? Điện thoại bây giờ đắt lắm, em đứng bán hàng mấy năm cũng chưa góp đủ tiền đây này. Mai xòe tờ 500 ngàn ra hớn hở. Đây, may mà lúc trước nghe lời em bán. Chị cán bộ bảo là cái máy điện thoại đen trắng người ta bán chỉ có 200 nghìn thôi. Chị còn vài trăm nữa, em cầm, lúc nào chị đi hãng đưa cho mẹ nhé. Thế chị lấy tiền đâu mà tiêu? Chị có mà. Chồng chị đưa tiền đi chợ, dư ra một ít. Đừng có lo, còn nhẫn vàng của hồi môn nữa. Chỉ cần nghĩ mình được đứng lên bục giảng, dạy chữ cho lũ trẻ con, tâm hồn Mai đã thấy phơi phới. Trong đầu hiện ra viễn cảnh tươi đẹp của tương lai sau này. Ai biết đâu, ngọn lửa đổi đời chưa kịp bùng cháy trong tâm hồn đã bị dập tắt khi cô về đến nhà chồng. Bà Vông tay bùm tay nắm, nào gà nào rau, nào măng nào sắn, đưa cho con mang về bên nhà ông bà thiếu bà thông gia. Mai vừa vào đến cổng đã thấy tiếng xôn xao từ mẹ chồng và chồng của cô. Hôm nay giữa tuần mà sao anh lại về sao? Vẫn còn âm ỉ háo hức chuyện đi học, mà cô quên mất mình đang bụng mang dạ chửa. Mai thả gà vịt ở sân giếng tất tả đi vào. Tiếng xôn xao trong buồng im bặt. Mai thấy mẹ chồng cô đi ra, còn chồng cô đang bế thằng cu sắn. Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, mặt thì lem luốc bụi bặm, tay cầm cây kẹo mút. Anh về rồi à? Thằng cu sắn làm sao mà mặt bẩn thế kia? Không ở trên đấy mấy hôm đi, về sớm làm gì? Em ở mấy ngày rồi mà, về còn lo đồng áng. Mà nhìn xuống cái dương tôn của mình thì ông khóa bị bật ra.
Cô nhíu mày nhìn cây kẹo trên tay thằng cu sắn. Đó là cái loại kẹo mà con My mua cho cô. Nhưng mà điều đó không quan trọng bằng vật khác. Cô bới trong đống quần áo của mình cuối cái dương, vật quý giá nhất của cô. Cô hồi môn nó đâu rồi? Mặt Mai tái mét, vứt hết ổ đạc đi tìm. Tìm mãi không thấy, chỉ thấy gương lược, khăn khố và mấy chiếc kẹo còn sót lại. Mai hốt hoảng, cảm thấy xung quanh mình trời đất quay cuồng. Cô quỳ xuống sàn đất lạnh ngắt, một tay đỡ trán, một tay bới tung cái đống đồ trong cái dương mà không thấy nhẫn vàng của mình đâu, và tiền nữa. Bỗng cô nhìn lên thằng cu sắn đang cầm chiếc kẹo mút xanh đỏ, miệng hơi há ra kinh ngạc hỏi chồng. Anh Thăng, kẹo thằng sắn ai lấy cho nó thế? Lấy ở đâu? Mẹ đưa cho nó, chắc là mua ở đầu xóm. Không thể, vỏ kẹo ăn còn vứt ở trong dương. Mày bảo là kẹo mua ở đầu ngõ sao? Chỉ vàng của hồi môn của em để trong này không cánh mà bay. Nhà bao nhiêu người, chẳng lẽ trộm vào được sao? Nếu không phải là con ma, nhất định là có ai đó phá khóa. Mai nói tới đó, chưa kịp hãm lại. Giờ cô hỏi mẹ chồng cái chỉ vàng thì chẳng khác nào nghi ngờ bà. Mặt Thăng bắt đầu đỏ phừng phừng lên. Im mồm ngay, cái nhà này không có ma quỷ gì hết nhá. Tiền đó là tiền tao đưa tiêu pha đấy. Mày mua vàng cứ giữ làm cái gì? Tao còn chưa hỏi mày cái chuyện thằng cu sắn đâu đấy. Mà đã bực lắm rồi, cô cảm cô chẳng có chút tiếng nói nào trong cái nhà này cả. Cộng với tâm lý xót của nữa, cô gần như gào lên. Tiền anh đưa tôi tiêu pha sao? Mỗi tuần anh về anh đưa 100-200 nghìn, nhà thì 9-10 cái miệng ăn. Tôi có tiền để mà để dành sao? Đấy là tiền dành dụm của tôi đấy, là của hồi môn bố mẹ tôi cho, để lại đấy. Tôi đã khóa cẩn thận, mở ra rõ ràng như thế này, không người thì ma hả? Con nít nó khóc là chuyện bình thường, chứ làm gì mà sốt sáng hết cả lên. Cái mảnh vải đó là phù độ tử, tôi móc đâu ra được mà cứ đổ vấy lên thế hả? Thăng đột nhiên trợn mắt, thả thằng sắn xuống, tóm lấy cổ của Mai rít lên. Mày nói cái gì? Phù độ tử? Mày biết rõ như vậy mày còn cãi hả? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.